Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà món cua lột nha. Đây là món cua lột và các loại nước sốt. Cua mình đã chiên bột nè cả nhà. Và đây là các loại nước sốt để mình chấm nha. Nếu mình không ăn chiên bột thì mình có thể sốt trực tiếp vào con cua luôn. Mình sẽ ăn cua các loại sốt này luôn, mình sẽ không cần chiên bột nha cả nhà. Các loại sốt chấm nha. Và bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây là con cua lột nè, nó rất là mềm, mềm non và ngon lắm cả nhà, ngọt thịt lắm nha. Đây là mình ăn sốt bơ cay nha cả nhà, ăn thử món sốt bơ cay. Và đây là sốt trứng muối nha. Mình ăn thử luôn món sốt trứng muối nè. Đó, cái vị nó sẽ khác nhau nhưng mà rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử sốt me nha cả nhà. Sốt me. Đây là sốt me nha. Và mình ăn thử sốt mayonnaise nè. Sốt mayonnaise trẻ em ăn á, thích hay thích ăn sốt mayonnaise đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử tương ớt và tương cà nha. Thường chị nhỏ cũng hay thích ăn những cái loại tương cà này cả nhà. Đây, mỗi loại sốt nó sẽ có vị đặc trưng riêng á cả nhà. Mình không thích ăn chiên bột chấm á, thì mình sẽ sốt trực tiếp luôn. Sốt trực tiếp con cua với lại các loại nước sốt này luôn nha. Bây giờ mình sẽ thử cua sống nè. Mình sẽ cho mọi người coi cua sống nha. Con cua lột nên vỏ nó rất là mềm mỏng. Khi thời kỳ nó lột nó chuẩn bị sinh sản á cả nhà. Nên là gạch của nó là gạch non, gạch so, trẻ em ăn rất là tốt. Tính ra thì một con chỉ có 5-70 ngàn một con thôi. Vừa tốt nữa nha. Mềm, mình ăn cả xương, cả da, cả thịt luôn vậy đó. Ăn rất là mềm, tốt. Trẻ em ăn các loại nước sốt không cay đều được hết nha. Thời kỳ nó lột da, nó sinh sản cả nhà, gạch nó đều là gạch so, gạch non nên cả trẻ em ăn, người lớn ăn đều tốt lắm nha.